Chào toàn thể anh em cộng đồng kỹ thuật xe máy Việt Nam. Hôm nay mình chia sẻ với anh em cái bản bình của cái xe AB 2013 mà khách hàng á mô tả là chiếc xe này, cái đồng hồ báo xăng này khi mà hết xăng nó vẫn nằm ở cái mức là 3 vạch. Vậy thì bây giờ anh em thường ở ngoài á, anh em sẽ làm như thế nào để anh em xác định chính xác? Một á, là đồng hồ, hai là vạch dây, ba nữa là cái biến trở xăng. Khi mà anh em xác định chính xác rồi thì lúc này anh em mới có cái hướng để sửa chữa hoặc là thay thế. Vậy thì làm thế nào để anh em xác định một cách chính xác nhất? Thì những cái clip mà mình làm á, mình chia sẻ với anh em đi cho đến giờ này mà nhiều anh em vẫn hỏi là tại sao cái clip mà xem được chỉ có một đoạn thôi mà không xem được nữa, thì mình đăng ở trên Facebook á thì có một đoạn ngắn thôi. Khi mà anh em xem tới đó, anh em có thể qua bên trang YouTube của mình là Quân Hiền BGMFI, anh em có thể xem đầy đủ hơn. Vì ở bên YouTube đó mình đã cắt cái video của mình đó, nó ngắn gọn lại rồi. Thì lúc này anh em có thể xem nó nhanh lắm, nó không mất nhiều thời gian. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với anh em bước để anh em xác định chính xác lỗi do đồng hồ, mạch dây hoặc là biến trở xăng. Vậy thì trong cái tài liệu mà anh em đọc á, trong cái tài liệu của Honda đó, thì cái phần mà thông số kỹ thuật điện đó, thì anh em đọc trong cái phần mà biến trở xăng thì anh em thấy ở cái nhiệt độ nhà sản xuất cho anh em có ở cái nhiệt độ 20 độ C đó, cái biến trở xăng này nếu như mà biến trở xăng này ở từ 8 đến 10 ohm thì xăng sẽ lên mút kim, là lên full bật á. Và khi mà điện trở của cái biến trở xăng này nó nằm từ 90 đến 100 ohm thì lúc này xăng còn một vạt và nhấp nháy. Vậy thì lúc này mình sẽ chỉ cần lấy hai con điện trở làm sao hai cái thông số đó tương đương từ 8 đến 10 ohm để mình cắm vào hai cái dây báo xăng. Hai dây báo xăng là hai cái dây nhận tín hiệu của biến trở xăng. Vậy thì mình sẽ lấy một cái con điện trở. Con điện trở này là con điện trở 12 ohm anh em, 12 ohm cũng được đi. 12 ohm. Vậy thì bây giờ mình sẽ cắm vào. Nếu như mà mực xăng lên đầy thì mình sẽ tiến hành cái bước thứ hai là mình lấy một con điện trở khoảng ở chừng đâu 110 mấy, 120 ohm. Mình thử thì cắm vào thì lúc này xăng nó phải nằm ở cái vị trí cạn nhất, đúng không? Anh ở trong cái tài liệu anh em đọc khi mà cái biến trở xăng này cái điện trở của nó nằm từ 8 đến 10 ohm á thì mực xăng phải cao nhất. Vậy thì bây giờ mình sẽ cắm xem coi. Sau khi mà mình làm một cái con điện trở để giả cái báo xăng đó anh em, giống như giả cái báo xăng, giống như điện trở báo xăng nó gửi về vậy, thì lúc này anh em mỗi lần anh em thử thì anh em phải tắt khóa điện đi và anh em bật lên. Và anh em thấy ở cái mức cao nhất á thì đồng hồ này đang hoạt động tốt, đúng không? Vậy thì bây giờ mình sẽ tiến hành cái bước thứ hai là mình lấy cái con điện trở khoảng 120 ohm hoặc là 110 mấy ohm. Đây 117 ohm anh em. Mình sẽ cắm vào. Và nếu như mà một cái đồng hồ nó còn tốt á thì cái mực xăng nó phải ở cái mức thấp nhất là còn một vạch và nó nhấp nháy. Mình tắt khóa điện đi, mình bật lên. Nếu như bây giờ mình cắm vào, anh em thấy xăng vẫn còn 2 vạt. Vậy thì chứng tỏ rằng cái đồng hồ này đang bị lỗi, vì mình đã lấy một con điện trở mình thay thế cho cái cảm biến mực xăng này, cái biến trở xăng này nó đang ở cái mức thấp nhất mà trên cái đồng hồ này vẫn báo 2 vạt. Vậy thì lúc này anh em xác định chính xác là cái đồng hồ này nó đang bị lỗi. Vậy thì cái đồng hồ này đang bị lỗi thì anh em có thể sửa chữa, khắc phục hoặc là anh em thay mới. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình sửa chữa. Khi mà anh em muốn sửa chữa cái đồng hồ này thì anh em kiểm tra những điện trở ở trong này. Nếu như mà điện trở trong cái mạch đồng hồ này nó không sai thì lúc này anh em có thể nạp cho nó một cái file gốc, một cái file zin. Thì lúc này vị trí mực xăng nó sẽ báo chính xác lại. Bây giờ mình sẽ lấy cái đồng hồ này mình đi sửa chữa, anh em chờ mình trong vòng khoảng 20 phút. Mình sẽ quay trở lại và mình sẽ cho anh em xem với hai con điện trở vừa rồi luôn. Mình sẽ thử cho anh em xem để anh em thấy xác định có chính xác hay không. Anh em chờ mình một chút xíu. Sau khi mà mình tiến hành sửa chữa cái đồng hồ đó nè, thì lúc này mình sẽ vẫn dùng hai con điện trở lúc đầu tiên để mình kiểm tra. Mình lấy con điện trở này mình thay thế cho cái con điện trở ở cái biến trở xăng khi mà mực xăng cao nhất nha anh em nha.
mức xăng cao nhất. Thì lúc này điện trở của cái báo xăng nó nằm từ 8 đến 12 ohm. Thì em thấy này, bây giờ đã lên, đồng hồ đã báo đầy. Và bây giờ mình sẽ lấy một con điện trở 117, 118 ohm, 120 cũng được anh em. Mà cái này sai số đó, còn là 118 ohm thì lúc này anh em cắm vào. Thì lúc này xăng nó phải nằm ở cái một vạt và nó phải chớp. Như vậy thì cái đồng hồ anh em đã sửa hoàn thành. Chưa cần mở tới cái báo xăng ra anh em nha. Đây, anh em thấy bây giờ khi mà cắm điện trở 120 ohm vào, hồ đang báo một vạt và chớp là ở cái mức xăng ở thấp nhất. Vậy thì vừa rồi mình vừa mới xác định là lỗi do đồng hồ và mình đã sửa hoàn thiện cái đồng hồ. Và bây giờ anh em thấy cắm vô này. Và anh em, cái đồng hồ điện tử này anh em, mỗi lần mà anh em thử thì anh em phải tắt khóa điện và bật lên. Đây, anh em thấy mực xăng còn một vạt rồi đúng không? Trong thùng xăng cũng gần nó cạn xăng, còn một vạt thôi. Rồi mình vừa chia sẻ với anh em, dùng hai con điện trở để kiểm tra cái đồng hồ nó bị báo xăng sai vạt. Vậy thì anh em chỉ cần sử dụng hai con điện trở thôi, anh em có thể xác định chính xác là đồng hồ, hoặc mặt dây, hoặc là cái biến trở xăng sai. Clip mà mình làm á, sẻ với anh em, mong rằng giúp được nhiều anh em chưa có cơ hội để va chạm với cái dòng xe phun xăng điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip sau. Thanks for watching. Like. Comments. Share and subscribe.